Rồi, xin chào các bạn ha. Thì lại là mình đây. Thì đến hẹn lại lên, chúng ta sẽ quay trở lại với chuỗi series những video về các dạng bài TOEIC phổ biến nhất trong phần thi Reading Part 7 các bạn ạ. Thì bữa trước nếu bạn nào còn nhớ thì mình đã làm một cái video về cái dạng bài về lá thư và email rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang một cái dạng bài khá phổ biến khác ở trong phần thi này, đó là dạng về article, tức là những cái bài báo đó các bạn. Nếu bạn nào mà từng làm part 7 nhiều, các bạn biết nó ra nhiều bài báo lắm. Rồi ok, thì ở đây giả sử các bạn quên thì mình sẽ nhắc lại. Khi các bạn làm phần reading part 7 thì đôi lúc nó sẽ ra những cái bài viết như thế này. Và đây gọi là những bài thuộc về dạng article, tức là bài báo đó các bạn. Thì các bạn lưu ý là những cái bài báo thì các bạn nào mà đọc báo nhiều các bạn sẽ để ý, báo giấy ấy nha, thì nó sẽ có dạng nó chia theo những cái column, tức là những cái cột thế này. Và ở đầu câu á, thì thường các bạn để ý là người ta sẽ có một cái chữ được in hoa, nó nói về địa điểm chẳng hạn. Đó, thường là in hoa, rồi sau đó người ta sẽ đưa ra thông tin cụ thể như thế. Thì cái dạng này ở trong phần part 7, nếu bạn nào mà thống kê á, thì nó sẽ ra khoảng nhiều lắm á, 4-5 đoạn luôn á, tương ứng với khoảng 15-20 câu hỏi. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển sang về cái những câu hỏi mà người ta thường hỏi các bạn thuộc dạng bài về article này. Đối với những cái bài báo thì thường những câu hỏi người ta hỏi về nội dung gì các bạn? Thì nếu bạn nào mà để ý thì thường người ta thường hỏi về, thứ nhất là câu hỏi huyền thoại, tức là mục đích chính của bài báo này là nó truyền tải thông tin gì. Đó, cái câu hỏi này thực ra cái dạng nào người ta cũng sẽ hỏi được hết trơn các bạn, nếu bạn nào đã coi những video lần trước của mình rồi. Tiếp theo là người ta sẽ hỏi về thông tin chi tiết của cái bài báo đó. Đó, tức là người ta nói về địa điểm nào, nói về thời gian nào, nói về sự kiện gì, kiểu như thế. Những thông tin rất chi tiết về bài báo. Rồi, chuyển sang tiếp theo, đó là dạng câu hỏi đặc thù của nó. Nè, rất phổ biến trong article là những câu hỏi về thông tin đúng hoặc là thông tin sai. Tí nữa mình sẽ giải thích cho các bạn cụ thể hơn. Ok chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn coi những cái ví dụ để các bạn dễ hình dung. Đầu tiên, mình sẽ đưa ra những ví dụ về câu hỏi mục đích chính của bài báo. Thì người ta có thể hỏi như thế nào? Thì người ta có thể hỏi như thế này, ví dụ đi, what is the purpose of the article? Tức là người ta hỏi thẳng luôn là cái mục đích của bài báo là gì. Ha, quá lộ liễu rồi các bạn. Rồi, không thì người ta có thể hỏi theo một cách khác, đó là what is the article mainly about? Tức là cái bài báo này là chủ yếu nói về đề tài gì. Đó, thì các bạn thấy nó khác nhau về chữ nghĩa thôi, chứ những cái câu hỏi dạng này á đều có một cái mục đích chung là hỏi về mục đích chính của bài báo. Vậy thôi. Rồi, ok. Thì cái này dễ nhận diện lắm. Mình sẽ đi nhanh ha. Chuyển sang cái dạng câu hỏi tiếp theo. Đó là những câu hỏi về thông tin chi tiết mà bài báo này đề cập tới. Ok. Thì người ta có thể hỏi về gì? Ở đây mình sẽ ví dụ. What will take place on February 18? Tức là chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày 18 tháng 2. Ví dụ vậy đi. Đó. Thì người ta sẽ hỏi về một sự kiện diễn ra vào một ngày tháng. Cụ thể như vậy. Hoặc là người ta có thể hỏi là what is reported about HFI, tức là điều gì sau đây được báo cáo về HFI, kiểu như là một công ty chẳng hạn. Đó, các bạn hiểu không? Thì các bạn thấy đó, cái dạng thông tin chi tiết vẫn như bình thường thôi. Người ta sẽ dùng những cái dạng câu hỏi về thời gian, địa điểm, sự kiện, kết quả, kiểu như thế. Và những cái câu hỏi này thì thực ra rất là đa dạng, nên là tùy vào bài báo người ta sẽ hỏi khác nhau. Ok, rồi. Và tiếp theo, đó là dạng câu hỏi mà nhiều bạn đánh giá với mình là câu hỏi cực kỳ khó. Đó là dạng câu hỏi về đúng hay sai. Rồi, ở đây mình sẽ ví dụ đi. Người ta có thể hỏi các bạn này, what is indicated about Carlos Cereals? Tức là cái gì sau đây nói đúng về Carlos Cereals? Thì các bạn lưu ý, đây là dạng câu hỏi về thông tin nào đúng á. Đó, đây là câu hỏi đúng nè. Thì nó thường sẽ có cấu trúc hỏi như thế này, là what cộng cho is và cộng cho một cái verb ed, verb 3 nào đó. Ở đây là người ta dùng indicated đuôi ed này, các bạn thấy không? Đó, cấu trúc nó sẽ là như vậy. Người ta có thể thay indicated bằng những từ khác, ví dụ như là mention chẳng hạn. Tí nữa mình sẽ cho các bạn coi ví dụ chi tiết sau. Nhưng mà cấu trúc những câu hỏi về đúng á, nó như thế này. Đó, thông tin nào sau đây đúng về cái này. Vậy thôi. Rồi, còn nếu người ta hỏi sai thì sao? Thì rất đơn giản. Các bạn nhìn này. Đó, các bạn thấy nó có chữ not được in hoa không? Câu hỏi này người ta hỏi là đáp án nào sau đây nói không đúng về ông John. Vậy thôi. Đó. Một là người ta hỏi cái nào, cái đáp án nào nói đúng về một cái gì đó. Hoặc là người ta có thể hỏi
cái đáp án nào nói không đúng về một cái gì đó. Đấy, đây gọi là dạng câu hỏi đúng hoặc là sai. Cái cách nhận diện đó là như vậy đó các bạn. Rồi, ok. Nhưng mà dĩ nhiên nãy giờ mình nói chỉ là lý thuyết thôi các bạn. Lý thuyết mà thôi. Tất nhiên, chăm nói không bằng một nghe. À, chăm nghe không bằng một làm. Thì ở đây mình sẽ cho các bạn thực hành exercise những cái đoạn article và cho các bạn làm thử những dạng câu hỏi mà mình vừa đề cập tới hồi nãy, ok. Thì đầu tiên, đây, lại là một bài báo article, các bạn thấy không? Nó vẫn sẽ chia column và sẽ có một cái tiêu đề ha. Thì câu hỏi mình để bên phải, các bạn coi thử. What is the purpose of the article? Thì cái câu hỏi này nó quá dung tục rồi các bạn, nó quá là đơn giản rồi. Người ta hỏi là mục đích chính của bài báo là gì? Ok, dạng câu hỏi đã chắc chắn là hỏi về mục đích. Rồi, bây giờ để dễ làm, mình sẽ dịch câu hỏi và bốn đáp án cho các bạn biết. Đó, thì câu hỏi biết rồi ha. Bây giờ câu A người ta nói là gì? Mục đích là để thông báo về việc mở triển lãm nghệ thuật. Đó. Câu B là thảo luận về sự release. Các bạn lưu ý câu B có chữ release là phát hành á, phát hành một cuốn sách mới. Còn câu C á là nó thông báo về việc mở bảo tàng. Opening là mở hay là khai trương thì các bạn biết rồi. Còn câu D, describe là miêu tả về cuộc đời của một tác giả. Ok. Rồi, bây giờ sau khi biết nghĩa thì cho mình biết đáp án đúng là gì. Thì các bạn nhớ kỹ một điều nha. Đối với những dạng câu hỏi về mục đích chính của bài viết thì thông tin lúc nào cũng sẽ nằm ở những cái đoạn đầu tiên. Đó. Thì các bạn lưu ý điều đó để các bạn tập trung đọc thông tin ở đoạn đầu này nè, chứ đừng có mất công đọc rải rác thì nó mất thời gian lắm, nó không có thông tin đâu. Chúng ta xác định dạng câu hỏi, mục đích là để chúng ta khoanh vùng vị trí thông tin cần đọc để chúng ta đỡ mất thời gian. Chứ cái đoạn văn thì dài lắm, ai mà đọc hết nổi các bạn. Ok, thì ở đây thông tin nằm ở ngay câu đầu tiên luôn nè. Nếu các bạn đọc được thì các bạn sẽ chọn được đáp án đúng hoặc là không đúng, bởi vì phải hiểu mới làm được các bạn ạ. Rồi, ok. Thì cái câu đầu người ta nói nè, cái viện bảo tàng về văn học ở Cardiff á, nó đã đóng cửa được vài tháng rồi. Và chúng tôi rất vui mừng thông báo nó sẽ mở cửa trở lại vào mùa thu. Vào mùa thu, rồi ok. Vậy đố các bạn, mục đích chính của bài báo này là nó thông báo cho chúng ta về cái gì? Rất là đơn giản thôi, đó là việc mở lại một cái viện bảo tàng. Opening, mở lại một bảo tàng sau cái thời gian mà nó đóng cửa đó, các bạn thấy không? Đáp án ở đây là câu C. Bởi vậy các bạn nhớ kỹ cho mình nha, đối với những dạng câu hỏi mà người ta hỏi về chủ đề hay là mục đích của một bài viết thì thông tin thường nằm sẽ ở khúc đầu. Rồi, vậy thôi. Chuyển sang cái ví dụ tiếp theo. Đây vẫn là một article, một bài báo các bạn thấy không? Vẫn chia column ra. Đó là một đặc điểm rất dễ nhận dạng của những cái article trong bài thi part 7 đó. Thì câu hỏi vẫn là nằm ở bên phải. Thì các bạn đọc câu hỏi này thì các bạn nghĩ là người ta đây là dạng câu hỏi gì? What is Mary Foster's current job title? À, tức là người ta hỏi cái chức danh hiện tại của Mary Foster là gì? Title kiểu như là chức danh đó các bạn. Ví dụ như các bạn là giám đốc bán hàng hoặc là đại diện công ty đó, đó gọi là những cái title, chức danh đó. Thì ở đây chắc chắn đây là dạng câu hỏi về thông tin chi tiết rồi. Người ta hỏi về chức danh cụ thể của một người cụ thể luôn thì chắc chắn là quá chi tiết rồi, còn gì nữa đúng không? Và câu này thì tất nhiên mình vẫn sẽ dịch cho các bạn dễ hình dung. Rồi, câu hỏi mình đã dịch, bây giờ bốn đáp án. Rồi, câu A, chức danh là giám đốc vận hành. Câu B là giám đốc điều hành. Câu C là nhân viên bán hàng, salesperson đó các bạn. Còn câu D, vice president là phó chủ tịch marketing. Các bạn lưu ý, president là chủ tịch, thêm chữ vice phía trước là phó chủ tịch. Ok, rồi, bây giờ cho mình hỏi đáp án là câu gì? Câu này là câu dễ đó. Đối với những câu hỏi về thông tin chi tiết thì cái cách làm như thế nào các bạn? Các bạn lưu ý, đối với những dạng câu hỏi về thông tin chi tiết á thì thường là người ta sẽ hỏi về một đối tượng rất rất cụ thể. Bởi vậy, bây giờ các bạn chỉ cần nhìn vào câu hỏi và các bạn xác định cho mình coi là người ta đang hỏi về đối tượng nào. Đầu tiên, nhìn vô là biết rồi, người ta hỏi về Mary Foster. Đây là một cái tên riêng đúng không? Cụ thể là người ta hỏi về bà này nè. Thì để biết bà này chức danh là gì, đầu tiên các bạn tìm coi cái tên của bà này xuất hiện ở đâu trước đã, thì mình sẽ đọc kỹ khúc đó. Bởi vì nó đang hỏi về bà này, mình phải tìm chỗ nói về bà này chứ đúng không? Đây, thì các bạn đọc kỹ, đây, tên của bà nằm trình in ở đây. Mary Foster nằm ở khúc đầu tiên luôn các bạn. Và chức danh của bà nằm phía sau kìa, đó là General Manager of Longwood Hotels and Resorts. Nghĩa là bà này là giám đốc điều hành, General Manager
của cái khu resort và khách sạn này, Longwood đó các bạn. Đáp án ở đây là của Bi. Đây là một câu sinh ra là để đúng các bạn. Bạn nào mà sai câu này là một tội ác các bạn, nó quá dễ luôn rồi đó. Đáp án ở đây là câu B, khỏi nói nhiều. Rồi, các bạn hiểu cách làm về dạng thông tin chi tiết chưa? Mình nhớ một điều, đó là dạng câu hỏi về thông tin chi tiết thì người ta sẽ hỏi về một đối tượng rất cụ thể, và mình tìm coi cái đối tượng nó nằm ở khúc nào trong bài viết. Thường là những cái đối tượng người ta hỏi là một cái ngày tháng, một cái tên riêng hay là một cái danh từ rất là cụ thể, các bạn dễ tìm lắm. Các bạn đọc kỹ cái khúc đó là ra đáp án. Vậy thôi. Rồi, chuyển sang ví dụ tiếp theo. Đây vẫn là một cái article bình thường thôi. Thì câu này, rồi các bạn đọc câu hỏi. Câu hỏi vẫn nằm bên phải nha. Người ta hỏi là what is indicated about tetanus serials? Thì câu này cho mình hỏi đáp án là gì? Thì các bạn có xác định được đây là dạng câu hỏi gì trước đã không? Đây là dạng câu hỏi về câu hỏi đúng sai, và cụ thể ở đây người ta đang hỏi về câu nào đúng đó. Các bạn thấy cái cấu trúc nè, what is cộng cho indicated, thì ở đây mình cũng sẽ nói nhẹ một chút. Người ta có thể thay indicated bằng những từ khác nha các bạn. Người ta có thể dùng cái từ là stated hoặc là mentioned. Nếu mà người ta thay bất cứ từ nào trong đây thì các bạn vẫn sẽ dịch cái câu hỏi này là đáp án nào sau đây nói đúng về tetanus serials. Vậy thôi, đơn giản là vậy thôi đó. Đáp án nào sau đây nói đúng về đó. Còn nếu mà người ta hỏi có chữ not được in hoa thì các bạn dịch là đáp án nào sau đây không đúng về. Vậy thôi. Đó, đó là cái cách dịch câu hỏi để các bạn dễ hiểu. Đó, đây là dạng câu hỏi đáp án nào đúng. Rồi, bây giờ mình dịch cho. Thì câu A, người ta nói là những cái cereals này được phân phối trong phạm vi quốc tế. Và các bạn lưu ý là cereals kiểu như là những cái ngũ cốc á, hạt này nọ. Còn câu B là chúng được làm tại nhà máy tại Mauritius. Còn câu C, chúng là một nguồn doanh thu chính của HFI. Còn câu D, chúng được tung ra thị trường lần đầu vào 4 năm trước. Rồi, ok, bây giờ cho mình hỏi đáp án nào đây đúng các bạn. Thì đây là một câu hỏi cũng không phải là dễ đâu. Nhưng mà ở đây các bạn cũng nắm được một cái thông tin sơ bộ là người ta hỏi đáp án nào nói đúng về. Về cái gì? Về tetanus serials. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ khoanh vùng bằng cách là mình tìm coi cái khúc nào nói về tetanus serials. Thì nếu bạn nào mà tìm thì các bạn nên tìm từ trên xuống dưới cho nó dễ hình dung ha. Thì ở đây, rồi ok, các bạn sẽ tìm được nó nằm ở khúc này. Các bạn thấy chữ tetanus serial nằm ở trước nè. Đọc câu này nè, đọc cái câu cuối của đoạn 1 là ra đáp án. Aha, các bạn hiểu được nghĩa của cái câu mình gạch dưới không? Người ta nói là cái công ty HFI này đã thông báo rằng sản phẩm này sẽ được có mặt trên thị trường trong một khoảng thời gian giới hạn mà thôi. Và nó đưa những cái người mà hâm mộ công ty tetanus serials này từ Argentina tới Zambia rơi vào một trạng thái mua bán rất là cuồng loạn. Tức là khi mà tung sản phẩm ra thì mấy cái đứa hâm mộ sản phẩm này nó rất là muốn mua các bạn, cực kỳ ham muốn mua về ăn gió đã, hiểu vậy á. Thì câu này đồng nghĩa với đáp án nào các bạn hiểu không? Đáp án ở đây là câu A, chúng được phân phối ở phạm vi quốc tế. Đây là một câu khó nè. Đây là một câu mà các bạn phải thể hiện cái trình độ hiểu biết về paraphrase. Tại sao cái câu mình gạch dưới lại đồng nghĩa với câu A? Bởi vì các bạn hiểu là những cái thằng muốn mua sản phẩm này từ Argentina tới Zambia đều rất là muốn mua. Tức là đồng nghĩa là gì? Là cái sản phẩm này nó không chỉ bán ở nội bộ của một quốc gia mà nó được bán ít nhất là ở hai nước Argentina và Zambia. Nghĩa là chúng được phân phối ở phạm vi quốc tế các bạn nha. International là quốc tế, quốc tế nghĩa là nhiều nước, và ở đây là mình nó đã đề cập tới ít nhất là hai nước rồi. Hai nước là nhiều rồi, tức là phạm vi quốc tế rồi đó các bạn. Còn nếu mà các bạn bán ở trong nội bộ của một nước thôi thì gọi là quốc nội đó, thì gọi là national. Nhưng mà ở đây là bán trên hai nước thì là quốc tế rồi nhé, nhớ kỹ điều đó. Và câu A này các bạn cũng học thêm cho mình cái từ distribute là phân phối sản phẩm á, phân phối ở phạm vi quốc tế. Rồi, đáp án câu A. Đây là một câu rất khó. Rồi, bởi vì nhiều khi là mình tìm được thông tin rồi mà mình không hiểu nó đồng nghĩa với đáp án nào thì cũng chết thôi các bạn. Đó, để làm được việc cuối cùng là chọn đáp án đồng nghĩa thì các bạn phải học từ vựng nhé. Đó, lời khuyên cuối cùng của mình là như vậy. Rồi, và đó là cái ví dụ cuối cùng mình muốn san sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay về dạng bài Trick Reading Part 7 thuộc chủ đề những cái bài báo, article. Và dĩ nhiên là mình sẽ kết thúc video ở đây. Nếu các bạn thích video này và muốn mình làm những cái dạng Part 7 khác thuộc những chủ đề khác thì các bạn comment bên dưới nha. Rồi, tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại trong video lần sau. Mình là anh Lê. Bye bye.